Khi nhắc đến anh Đặng Văn Phú, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Nậm Nhùn, thì ai cũng biết đến bởi thành tích hơn 10 lần hiến máu và nhiệt tình vận động các thành viên trong công đoàn tham gia hiến máu. Anh Phú cho biết để vận động được người khác tham gia hiến máu, trước hết chính bản thân anh phải là người trực tiếp hiến máu và tích cực hiến máu tình nguyện. Hiểu được mục đích ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện nên nhiều người thân, bạn bè và các hội viên trong các tổ chức công đoàn trên địa bàn của huyện đã tích cực hăng hái tham gia hoạt động thiện nguyện này. Đối với bản thân tôi thì cũng đã thực hiện đi đầu gương mẫu trong việc triển khai thực hiện cái hiến máu tình nguyện và hiến mô hiến tạng. Đối với hiến máu thì tôi đã hiến được trên 10 lần. Thế còn ở tại các đơn vị anh em thì cũng đã có rất nhiều đoàn viên công nhân viên chức lao động đăng ký thực hiện việc hiến máu rất nhiều lần. Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp thể hiện truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của nhân dân ta. Qua phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn của huyện Nậm Nhùn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình cần được nhân rộng. Một trong những điển hình là tập thể giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Trà. Ngay từ 6 giờ sáng không quản giao thông xa xôi, 10 thầy cô của trường đã có mặt rất sớm để tham gia hiến máu. Từ phong trào hiến máu tình nguyện của các thầy cô giáo đã giúp cho nhiều người có được nguồn máu cần thiết, kịp thời trong điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Đợt hiến máu lần này thì là thứ nhất là cũng tham gia để góp phần đục máu cho hiến máu cứu người đối với trên địa bàn toàn tỉnh. Thứ hai là cũng tham gia các phong trào hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện. Các tình nguyện rất là tích cực, đặc biệt là các tình nguyện viên từ các xã Nậm Trà về. Anh em về rất là đông, đặc biệt là như trường tiểu học Nậm Trà. Ngay từ sáng sớm tại hội trường trung tâm hành chính huyện, 250 tình nguyện viên là cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trên địa bàn của huyện đã có mặt đăng ký tham gia hiến máu. Đặc biệt ngày hội hiến máu lần này có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, huyện Nậm Nhùn cùng các thành viên, tình nguyện viên trên địa bàn của huyện. Ban tổ chức đã thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là thông điệp 5K của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho những người tham gia ngày hội hiến máu. Hiến máu tình nguyện là một nghĩa cử cao đẹp, là sự chia sẻ sự sống của mình với cộng đồng. Mỗi người đăng ký hiến máu tình nguyện đều được các tình nguyện viên hướng dẫn, chỉ dẫn, xét nghiệm lấy máu theo quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn cao. Những người tham gia hiến máu dù là lần đầu tiên hay là đã nhiều lần đều có những cảm xúc đặc biệt về ý thức trách nhiệm và niềm vui khi được chia sẻ những giọt máu cứu giúp người bệnh. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tri ân cho 32 cá nhân đăng ký hiến tặng mô tạng năm 2021. Đồng thời, khuyến khích cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tiếp tục đăng ký tham gia hiến mô tạng trong thời gian tới. Sau khi được hội phát động về cái chương trình hiến mô hiến tạng ấy, thì bản thân tôi nhận thấy là cái chương trình này là rất ý nghĩa, bởi vì là sau khi bản thân mình không còn sau khi chết đi thì mình vẫn để lại được những cái phần cơ thể sống của mình ở trên phần cơ thể sống của những người cần được tiếp nhận, thì tôi thấy những cái việc này nó thật sự là nó rất ý nghĩa. Và tôi cũng đã vận động được rất nhiều anh em coi như là cùng tham gia cái chương trình hiến mô hiến tạng này để hướng đến cái lợi ích tốt đẹp nhất cho cuộc sống này. Không còn tâm lý e dè lo ngại như trước đây, nhiều người dân, các thầy cô giáo trên địa bàn khi biết đến chương trình hiến máu đã đến đăng ký. Mỗi người tham gia hiến máu đều ý thức sâu sắc được ý nghĩa của việc cho máu đối với cộng đồng xã hội và với ngay cả sức khỏe của chính bản thân. Vì thế, trên gương mặt của ai nấy đều hân hoan bởi họ đang chia sẻ giọt máu của mình, làm điều có ích cho xã hội. Trong công tác tuyên truyền thì cũng đã vận động các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn và đã huy động được 250 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Thì chúng tôi đưa cái công tác hàng đầu, đó là công tác phòng chống dịch lên hàng đầu. Thì ban chỉ đạo cũng đã đề xuất là có trên 20 tình nguyện viên tham gia công tác phục vụ hỗ trợ để làm tốt công tác phòng chống dịch, đặc biệt là lực lượng quân đội và lực lượng công an. Thì trong đó là về thứ nhất là về đảm bảo giao thông, thứ hai là đảm bảo về công tác khai báo y tế. Thì và tất cả chúng tôi sẽ làm cuốn chiếu theo chiều một đi một vòng.
từ đầu cổng vào, xong chúng tôi sẽ ra một phía khác, chúng tôi tức là đi một vòng. Với thông điệp một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn của tỉnh đã trở thành phong trào lớn, là hoạt động ý nghĩa, mang đậm tính nhân văn, nhằm cứu giúp cho người bệnh trong cơn nguy kịch. Hàng năm, hàng loạt các sự kiện chiến dịch hiến máu tình nguyện được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô và bài bản, như chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và tổ chức lễ hội Xuân Hồng, sự kiện hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4, chiến dịch những giọt máu hồng hè và hành trình đỏ, chủ nhật đỏ đã thu về hàng nghìn đơn vị máu, phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Hàng trăm người bệnh nhờ đó đã được cứu sống. Phong trào hiến máu tình nguyện tại tỉnh đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia hiến máu luôn được các cấp các ngành quan tâm và đẩy mạnh. Nhờ đó, tinh thần hiến máu tình nguyện lan tỏa trong cộng đồng, ngày càng có nhiều đoàn viên, thanh niên, cán bộ hội viên, người dân hiểu đúng, nhận thức đầy đủ và sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện. Tại ngày hội, đặc biệt thực hiện nghiêm các quy định của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như là sát khuẩn tay, đo nhiệt độ, khai báo y tế, đồng thời thực hiện giãn cách 2m, tổ chức từng tốp 5 người vào thực hiện hiến máu. Ngoài việc cứu sống tính mạng con người, hiến máu còn mang lại sức khỏe cho chính người hiến máu. Khoa học đã chứng minh việc hiến máu theo hướng dẫn của bác sĩ có lợi cho sức khỏe. Nếu một người mất đi từ 10 đến 15% lượng máu thì không ảnh hưởng gì đến lượng máu tuần hoàn trong cơ thể, vì ngay lúc đó máu dự trữ sẽ được đưa ra lưu thông trong tuần hoàn máu. Khi tham gia hiến máu, máu của chúng ta được đổi mới hàng ngày, sản sinh lượng máu mới. Các cơ quan sinh máu sẽ được kích thích và quá trình sinh tạo máu sẽ hoạt động với tốc độ gấp từ 8 đến 10 lần so với bình thường. Hoạt động này nhằm nhanh chóng lấy lại sự cân bằng của cơ thể. Sau khi hiến máu khoảng từ 3 đến 4 tuần, các thành phần trong máu phục hồi lại gần như là bình thường. Khi đó, các thành phần trong máu được trẻ hóa, nâng cao sức đề kháng chống lại bệnh tật. Hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, rất có lợi đối với người có quá nhiều hồng cầu, sắt và lượng máu đặc. Hiến máu là cách tự kiểm tra và giám sát sức khỏe của mình. Với ý nghĩa là đến hiến máu là một nghĩa cử rất là cao đẹp và một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Với thông điệp của năm 2021 là chúng ta là an toàn hiến máu không ngại COVID để có những giọt máu cho đi để cấp cứu cho người bệnh và đặc biệt là trong dịch bệnh của COVID này rất cần những đơn vị máu của các tình nguyện viên tham gia hiến máu trong đợt này.